một bất động sản nằm kế khu à, trung tâm văn hóa thể dục thể thao gọi là khu liền liền kề nha quý vị đó ở đây thì có trung tâm văn hóa này sân bóng này à, công viên này à, trường mầm non và có à, quỹ đất xây dựng à, dịch vụ và thương mại nha quý vị hai lô liền kề bất động sản chúng ta nằm kế khu vực này giá cực kỳ rẻ quý vị ơi trước đây chủ mua 1 tỷ ba mà hiện tại bán có 700 triệu một nền thôi 700 triệu một nền và ở đây là kế như dãy nhà phố thương mại của BKMX trước mắt chúng ta là tòa nhà trụ sở chính của BKMX đã ở đây và đặc biệt hơn nữa chúng ta di chuyển theo cái dãy nhà phố thương mại của BKMX theo trục đường D1 ra 300m thôi từ vị trí này là chúng ta tới khu công nghiệp 311 ha hiện tại đã có gần 30 nhà máy đang hoạt động rồi ở đây chúng ta có thể thấy ạ à, trung tâm văn hóa thể dục thể thao hiện tại đã bán nước rồi cơm trưa ở đây luôn nha máy lạnh luôn nha quý vị đó rồi trường mầm non sơn ca con em của công nhân trong khu công nghiệp này và người dân ở đây cũng đã gửi tại trường mầm non Sơn Ca ở đây rồi sân vận động buổi chiều để bán trà sữa này rồi à, à, anh em công nhân ở đây người ta ra đá bóng rồi công à, người dân ở đây cũng ra đây đá bóng à, thể dục thể thao tại khu vực này đấy công viên đánh cầu lông đấy trước mắt chúng ta đó ở đây thì rất là nhiều tiện ích do một chủ đầu tư BKMX đầu tư thì BKMX là một nhà đầu tư thông minh đầu tư 50% công nghiệp 50% đô thị và hiện tại bất động sản trọng thơ đang phân phối quý vị ơi nằm ngay đây nha quý vị trọng thơ chỉ cho quý vị đó từ đây chúng ta di chuyển qua trục đường T7 tới T5 và tới trục T3 là tới vị trí bất động sản trọng thơ đang phân phối cách lô góc chỉ 15 mét là cách lô góc chỉ 4 lô quý vị cách lô góc chỉ 4 lô thôi với bất động sản này giá chỉ 700 triệu trên một nền thì giá cực kỳ rẻ rồi quý vị cực kỳ rẻ rồi chủ đã cắt lỗ gần tới 50% rồi quý hàng quan tâm tới sản phẩm nằm ngay cái khu liền kề này, khu trung tâm này thì liên hệ cho trọng thơ qua số điện thoại trọng thơ để bị dưới bình luận và nhớ đăng nhập website đất nền chân thành vn để chúng ta cập nhật được những sản phẩm mới nhất đẹp nhất và đầu tư lợi nhuận nhất tại bkmx chân thành bình phước gọi cho trọng thơ chia sẻ vị trí mà bạn đang ở cho trọng thơ trọng thơ tới tận nhà tư vấn miễn phí đón quý khách hàng lên đây xem đất và chốt nhà